Tử Vi tuổi Tân Mùi 1991 tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung là vận ra sao trong tháng 3 âm lịch. Hãy theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2021. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân Thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 3, tức ngày 23 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3, tức ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mùi trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 5 tháng 3 năm 2021, tức ngày 16 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 3, tức ngày 28 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 3, tức ngày 10 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có được kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu
họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi của tuổi Tân Mùi 1991 trong tháng 3 âm lịch. Người tuổi Tân Mùi 1991, mệnh Lộ Bàng Thổ, là người tâm địa hiền lương, có ý chí, trách nhiệm. Vẻ ngoài mềm yếu nên nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi, họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp. Nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ai cũng có nhược điểm. Với tuổi Tân Mùi, điều mà người này cần sửa đổi chính là tính cố chấp của mình. Họ cần phải linh hoạt xử lý vấn đề thì mới tránh bớt được nhiều trở ngại trên đường đời. Người tuổi Tân Mùi thích hợp với những công việc liên quan đến kỹ thuật. Nếu đi theo con đường này thì có thể giành được những thành công khá lớn. Ngoài ra, tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 là con người của sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì tuổi Tân Mùi phải thường trải qua sự khổ trước, sướng sau. Vậy nên đây là một trong những tuổi sẽ gặp nhiều tai ương, vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Bản mệnh của tuổi Tân Mùi là mệnh Thổ. Điều này khiến cho họ là những người có lòng thành thục, nhân hậu, lời nói đi đôi với việc làm, rất ghét bị lừa dối, thất hứa. Thường có sự bác ái, dễ xúc động vì những điều nhỏ nhặt, đồng cảm với những người xung quanh. Tử vi tháng 3 âm lịch cho rằng vận trình tuổi Tân Mùi trong tháng này không thật sự tốt. Với tuổi Tân Mùi, áp lực từ những công việc khiến bản mệnh mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Nếu không có chế độ sinh hoạt hợp lý, sức khỏe của bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ở hiện tại và sau này. Ngoài ra, do công việc không ổn định dẫn đến tình hình tài chính cũng khá ảm đạm. Cho nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Mùi cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tình trạng thiếu trước, hụt sau. Khi có công việc, cần đến tiền lại không có. Nhâm Dương Thủy gặp Mùi Âm Thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp của tuổi Tân Mùi, với những người tuổi Tân Mùi đang đi làm thì sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bản mệnh không được cấp trên công nhận. Sự cố gắng của bản mệnh như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, bản mệnh đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mạng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Nếu bản mệnh muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải thời cơ tốt, bản mệnh sẽ bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của bản mệnh cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến quyết định sai lầm. Bản mệnh cần bình tĩnh, suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải. Bởi có những chuyện, dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Thời điểm này, những gia chủ tuổi Tân Mùi mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi để kích con đường công danh, tài lộc thêm phần nở rộ thành công. Đây cũng là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Tân Mùi. Người tuổi Tân Mùi trong tháng 3 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, cộng thêm công việc kém suôn sẻ sẽ khiến cho bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Quý gia chủ biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Tân Mùi lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực của mình. Bản mệnh chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể cảm thấy mệt mỏi. Bản mệnh nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chớ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng hết mức làm việc
cũng khó đạt được hiệu quả cao. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Tân Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo của tuổi Tân Mùi. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của tuổi Tân Mùi không được tốt. Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng không được tốt lắm. Nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương, mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc. Thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà hãy bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Còn với nữ mệnh tuổi Tân Mùi, quý gia chủ là một người nhạy cảm. Trong chuyện tình yêu, luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai người sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên quý gia chủ không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực và suy đoán. Điều đó sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm là trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, sức khỏe của tuổi Tân Mùi. Trong tháng 3 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Tân Mùi khá ổn định. Người tuổi Tân Mùi có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước, nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Nhưng gia chủ tuổi Tân Mùi không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Quý gia chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn. Việc cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp quý gia chủ không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Gia chủ tuổi Tân Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Nhìn chung, tử vi tháng 3 âm lịch của người tuổi Tân Mùi cho rằng vận trình không được tốt trên các phương diện. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Tân Mùi trong tháng 3 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý anh chị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.